Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review kẹo Nga. Trong cái kẹo túi kẹo Nga này sẽ có một cái vị nhân, đó là nhân của cái quả hạnh nhân. Và bên ngoài sẽ được phủ một lớp sô-cô-la rất là ngon, thơm. Và bên trong sẽ có một cái nhân, đó là nhân của quả hạnh nhân ấy, sẽ rất là giòn và thơm. Đây là một cái túi kẹo của Nga. Và hạn sử dụng của nó khá là dài. Trong một túi kẹo này sẽ gồm có sẽ là 500g, tức là nửa cân một cái gói như thế này, khá là to. Chúng ta có thể ăn được rất là nhiều ở trong đây. Về đầu cỏ sao hay đỏ. Đại vương núi xương sườn năm xưa, không ngờ 30 năm sau ta còn gặp lại. Hôm nay ta sẽ bổ đắp cho nàng. Ôi lông mày dài, nhìn lén nộp đây 50 đồng. Đắt quá, có gì hay ho đâu, giảm giá đi. Wow, trường thi rộng quá. Phòng này rõ đặc biệt, khi nào đỗ Trạng Nguyên còn xí ra nè. Chết lại xó ruột rồi. Á. Cục trưởng tình báo. Thí sinh khắp nước đến đông quá. Ấy, cụ bà cẩn thận. Ui da, xương cốt của tôi, cụ vất vả quá. Cụ đưa con cháu đi thi ạ. Tôi đến thi Trạng Nguyên nhí. Học hành căng thẳng, già trước tuổi, bạc hết cả tóc rồi. Quái, đỏ ú, mập ú cũng đòi thi Trạng Nguyên. Sao lại đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài? Quái, cứ tưởng là cái cột. Chào các thí sinh nhí, hello, hello. Các khanh ngày nào cũng học thêm khó quá, chấm thương lắm. Cải cách, chấm sẽ cải cách chế độ thi cử hà khắc. Cải cách, hủy bỏ ngày nghỉ, học dàn đều ra 7 ngày sẽ đỡ căng thẳng hơn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review kẹo đỏ. Trong một chiếc kẹo đỏ này của mình cũng khá là to. Và đây là một cái kẹo được phủ bên ngoài, đó là bằng sô-cô-la. Bên trong sẽ là có một cái nhân, đó là nhân của quả hạnh nhân. Đấy, các bạn nhìn kỹ này. Đây, việc được bên ngoài sẽ được bọc bằng lớp sô-cô-la, sẽ rất là thơm. Khi các bạn cắn đến ký, ăn đến ký cái kẹo này, bên trong nó sẽ có một cái lớp nhân rất là giòn, thơm. Được bọc bằng cái bên ngoài sẽ được bọc bằng sô-cô-la. Rất nhiều các bé rất là thích cái vị sô-cô-la này, rất là mê. Và chiếc kẹo này cũng khá là to. Chiếc kẹo này mình thấy là khá là to so với các kẹo bình thường. Tí nữa. Hiệp khách kỳ bí. Chấm nói với 3 vấn đề lớn. Mỗi vấn đề có 6 ý. Mỗi ý có 9 khía cạnh. Mỗi trời ôi dài thế. Vua lưỡi dài, cụ lè nhè, lão lắm lời, ông cằn nhằn. Ấy thôi rồi, xong rồi, hoàng thượng vạn vạn tuế. Bé dính thò lò. Wow, ăn đầy đủ dữ. Thí sinh được ăn 8 đũa một tô. Thí sinh được ăn 8 đũa một tô. Hoàng thượng chăm lo cho ta quá. Chờ hết nổi. 8 đĩa rau luộc một tô canh nhạt. Eo ơi, dán. Ghê quá, trong phòng có dán. Thưa cô, xuyệt im nào, cô đang lo vụ này.
Cô Gián phải dạy học trò vào đúng phòng chứ, thì Gián trạng nguyên. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thi Thánh Lý Vạch được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.